Thưa quý vị, với hơn 60 năm kết nghĩa giữa thành phố Đà Nẵng và thành phố Hải Phòng, quan hệ hợp tác giữa hai địa phương ngày càng gắn bó chặt chẽ. Nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác đó, chiều nay tại Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị hợp tác phát triển giữa hai địa phương. Dự buổi làm việc về phía thành phố Hải Phòng có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Hải Phòng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập. Về phía Đà Nẵng có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Thành phố Đà Nẵng và thành phố Hải Phòng có những nét tương đồng cơ bản là hai thành phố trực thuộc Trung ương được công nhận là đô thị loại 1 cấp quốc gia, có vai trò tiềm năng vị trí trong mỗi khu vực kinh tế trọng điểm. Đặc biệt, để giúp cho hai thành phố có những cơ chế đột phá cho sự phát triển lâu dài bền vững, Bộ Chính trị đã ban hành các nghị quyết, kết luận nhằm tạo động lực phát triển cho hai thành phố. Gần đây nhất là Nghị quyết số 43 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, và Nghị quyết số 45 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quốc hội cũng đã thông qua và ban hành Nghị quyết số 119 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng và Nghị quyết số 35 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng. Đây thực sự là những dấu mốc lịch sử quan trọng làm nền tảng, động lực để hai thành phố nhanh chóng chuyển mình, phát huy tiềm năng, lợi thế để từng bước vươn lên giữ vai trò một trong những đô thị trung tâm cả nước. Dựa trên việc cụ thể hóa các nghị quyết này, lãnh đạo hai địa phương thống nhất sẽ tiếp tục đẩy mạnh trao đổi hợp tác trên nhiều lĩnh vực để cùng phát triển trong thời gian đến bằng nhiều giải pháp. Tôi cũng đồng tình với rất nhiều ý kiến là không chỉ trong phát triển kinh tế đâu, mà ngay cả trong công tác xây dựng đảng, mà đặc biệt là câu chuyện ý đảng lòng dân, chúng ta sẽ hợp tác toàn diện và thực chất trong tất cả lĩnh vực, kể cả về công tác xây dựng đảng, nhưng mà có thể là đặc biệt là trong kinh nghiệm ứng xử với những vấn đề khó và những rào cản mang tính chất pháp lý. Chúng ta sẽ cùng ủng hộ nhau để kiến nghị với Trung ương về những cơ chế chính sách chung và những cơ chế chính sách riêng cho hai địa phương. Cơ bản là chúng ta đã thống nhất rất là cao. Vấn đề là sẽ tổ chức thực hiện như thế nào? Tôi thống nhất cao với ý kiến của đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng là chúng ta cần hợp tác một cách nó toàn diện hơn. Chúng ta phải cùng nhau kiến nghị những cái cơ chế chính sách cho cái việc phát triển chung cũng như là cho từng địa phương và ủng hộ nhau trong cái việc triển khai các cái chính sách. Cuối cùng để chúng ta đều có một cái mục tiêu chung là hướng tới về cái sự phát triển của hai địa phương theo đúng cái yêu cầu nghị quyết 43 cũng như là nghị quyết 45. Và chúng ta phải thể hiện một cái quyết tâm rất cao, báo cáo các đồng chí là cuối cùng nó phải có một cái sản phẩm, những cái sản phẩm rất cụ thể ở hàng năm để chúng ta sơ kết đánh giá. Sau buổi làm việc này, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thống nhất giao Ủy ban Nhân dân thành phố hai địa phương phối hợp xây dựng chương trình hợp tác phát triển giữa hai thành phố trong thời gian đến với những nội dung hợp tác cụ thể trên từng ngành, lĩnh vực, tiến độ về thời gian và nguồn lực thực hiện.